Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ năm ngày 6 tháng 7 với những nội dung đáng chú ý sau. Khánh Hòa tăng cường thu hồi nợ thuế đảm bảo nguồn thu ngân sách. Khánh Hòa cần tăng cường xúc tiến quảng bá kích cầu du lịch. Đánh giá lại phương án tổ chức giao thông tạm trên tuyến cao tốc Nha Trang Cam Lâm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Bộ Công an, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai chỉ thị số 23/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Hội nghị cũng tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại đầu cầu Khánh Hòa, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và công tác khắc phục ùn tắc giao thông đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân có bước chuyển biến tích cực hơn, công tác quản lý nhà nước được tăng cường, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, các giải pháp phòng chống ùn tắc giao thông được triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn, đồng thời tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước dự báo vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Do đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, chỉ thị số 23 xác định tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiên trì xây dựng văn hóa, chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, tiếp tục giảm tai nạn giao thông, hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông. Ngoài ra, cần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông. Từ mục tiêu và yêu cầu đó, đề ra 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chỉ thị cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức quán triệt và thực hiện chỉ thị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện. Chiều nay, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh; ông Lương Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023. Tại hội nghị, ông Nguyễn Hải Ninh đề nghị tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, chương trình kế hoạch của tỉnh ủy về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Trong việc chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa xây và chống, kỷ cương dân chủ, xuyên suốt quan điểm, nghiêm khắc nhưng nhân văn trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, bảo đảm thống nhất quan điểm toàn diện, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Các cấp các ngành tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh tấn công, truy quét các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao cùng một số nội dung khác. 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội toàn tỉnh cơ bản ổn định, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được chỉ đạo quyết liệt, công tác cải cách tư pháp được triển khai đạt kết quả nhất định, công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo được chú ý thực hiện. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực được triển khai thực hiện đồng bộ, tương đối hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo quán triệt cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh. Chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi cộm về an ninh trật tự, nhất là về phá rừng, vi phạm trật tự xây dựng đất đai, tình trạng phân lô bán nền, chỉ đạo quyết liệt khắc phục các sai phạm theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các kết luận của Thanh tra Chính phủ, giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi chỉ đạo. Tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sáng nay đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết liên tịch số 403/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại điểm cầu Khánh Hòa, tham dự có ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện các sở ngành địa phương.
Ngay sau khi nghị quyết liên tịch số 403 được ban hành, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành nhiều thông tri hướng dẫn cụ thể. Ở cấp địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh ban hành nhiều hướng dẫn thực hiện quy trình giám sát phản biện xã hội gắn với công tác mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân chủ pháp luật. Sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết liên tịch số 403, công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực được cấp ủy chính quyền ghi nhận đánh giá cao. Việc giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện bằng nhiều hình thức như nghiên cứu, xem xét văn bản của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tổ chức đoàn giám sát, thông qua hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng, tham gia giám sát với các cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Từ đó, vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp ngày càng được khẳng định, phát huy trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Các đại biểu cũng đã cho ý kiến và thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác giám sát phản biện xã hội, những khó khăn tồn tại trong triển khai nghị quyết liên tịch số 403, nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao công tác triển khai giám sát phản biện xã hội tại địa phương. Công ty Yến Sào Khánh Hòa sáng nay đã tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh bảo vệ và phát triển quần thể chim yến đảo Khánh Hòa và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Tham dự hội thảo có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng, đại diện các bộ Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các giáo sư, nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành về chim yến. Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia đã chia sẻ nhiều tham luận có giá trị về lý luận và thực tiễn như thực trạng phát triển và quản lý nuôi chim yến, bảo vệ và phát triển quần thể chim yến đảo Khánh Hòa, một số định hướng phát triển bền vững nghề khai thác tổ yến tại Việt Nam hiện nay, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sự phát triển quần thể chim yến đảo, hiện trạng, thách thức và giải pháp cho phát triển bền vững quần thể chim yến đảo ở tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, nâng cao chất lượng sản phẩm yến sào sau thu hoạch phục vụ công tác xuất khẩu. Trong thời gian qua, ngành nuôi yến đã có bước phát triển mạnh mẽ. Đến nay, 42 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nuôi chim yến với khoảng trên 24.000 nhà yến, tạo nhiều công ăn việc làm và nguồn thu nhập lớn cho người dân. Hiện công ty Yến Sào Khánh Hòa đang quản lý 33 đảo yến với 173 hang yến lớn nhỏ trên vùng biển Khánh Hòa. Từ năm 2019 đến nay, tình trạng săn bắt chim yến diễn ra trầm trồ, khiến đàn chim yến toàn tỉnh suy giảm mạnh. Trung bình mỗi năm, công ty phát hiện hơn 50 vụ bắt bẫy chim yến, giải cứu hơn 3.000 con chim yến về với tự nhiên. Những nội dung tại hội thảo sẽ tạo tiền đề định hướng xây dựng chiến lược bảo tồn quần thể chim yến và phát triển bền vững nghề nuôi chim yến đảo. Sáng nay, Ban chỉ đạo cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo họp về công tác 6 tháng đầu năm 2023. Ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp, cùng dự có ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2023, Ban chỉ đạo cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo tỉnh Khánh Hòa đã vận động hỗ trợ cho 439 địa chỉ nhân đạo, tổng giá trị hỗ trợ 1.577.380.000 đồng, đạt 36,6% so với chỉ tiêu năm 2023. Trong đó, Ban chỉ đạo tỉnh hỗ trợ 108 địa chỉ nhân đạo trị giá hơn 817 triệu đồng, gồm hỗ trợ 60 suất học bổng, hỗ trợ vốn vay cho 10 phụ nữ biên cương, 38 xe lăn cho các đối tượng khuyết tật, xây dựng 10 căn nhà cho ngư dân tại huyện Vạn Ninh. Ban chỉ đạo cấp huyện hỗ trợ 331 địa chỉ nhân đạo trị giá hơn 760 triệu đồng. Sau tháng cuối năm, Ban chỉ đạo cấp tỉnh phấn đấu hỗ trợ từ 255 địa chỉ nhân đạo với giá trị tối thiểu 765 triệu đồng, vận động xây dựng 50 căn nhà cho các địa chỉ nhân đạo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ban chỉ đạo cấp huyện thì thành phố phấn đấu từ đây đến cuối năm hỗ trợ đạt hơn 510 địa chỉ nhân đạo. Kết luận tại cuộc họp, ông Hà Quốc Trị yêu cầu Ban chỉ đạo tiếp thu các ý kiến của các thành viên, nhất là những khó khăn để kịp thời tháo gỡ. Từ nay đến cuối năm phải giải ngân hết nguồn quỹ của chương trình hỗ trợ cho các địa chỉ nhân đạo, gắn nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo. Ngoài ra, ban cần chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hiệu quả các hoạt động, đề xuất các cá nhân, tập thể tiêu biểu thực hiện tốt cuộc vận động trình Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng. Đối với việc xây nhà cho hộ nghèo, cần tính toán xây dựng cho phù hợp với nguồn kinh phí của quỹ, các hồ sơ thiết kế phù hợp với kinh phí hỗ trợ thực tế của đơn vị tài trợ. Chiều nay, ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Lê Hữu Trí, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng chủ trì tiếp công dân. Dự buổi tiếp còn có ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành có liên quan. Tại buổi tiếp, ông Võ Hữu Dũng đã trình bày khiếu nại về việc Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh thị xã Ninh Hòa đã từ chối giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông tại phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa. Theo ông Dũng, năm 2019,
ông làm thủ tục cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo tài liệu bản đồ đo đạc mới. Sau khi chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại thị xã Ninh Hòa kiểm tra, thì phát hiện thửa đất 579, tờ bản đồ số 11 tại tổ dân phố Vạn Thiện, phường Ninh Đa không đúng với vị trí so với hiện trạng thực tế. Ông Dũng cũng thực hiện các thủ tục để khiếu kiện ra Tòa án Nhân dân tỉnh và xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng đều bị cơ quan thẩm quyền từ chối vì những lý do khác nhau. Tại buổi tiếp công dân, đại diện các cơ quan liên quan đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến nhằm tháo gỡ vấn đề còn vướng mắc, đồng thời hướng dẫn ông Võ Hữu Dũng làm lại các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận ý kiến của các cơ quan và đề nghị của công dân. Trên cơ sở đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh Ninh Hòa cam kết thời hạn xử lý hồ sơ của ông Võ Hữu Dũng sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, ngành thuế đã đề ra nhiều giải pháp nhằm quản lý và thu hồi nợ thuế. Trong đó, Cục Thuế Khánh Hòa đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trực tiếp quản lý người nộp thuế, bám sát nghĩa vụ thuế phát sinh theo tờ khai hàng tháng, quý, số tiền phải nộp theo các quy định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, tổ chức đôn đốc nộp ngay vào ngân sách nhà nước, tránh kéo dài, tạo thành nợ. Mặc dù kết quả thu nợ đạt được kết quả tích cực, song việc thu hồi nợ thuế thời gian qua vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nợ thuế tăng cao. Theo Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, tính đến ngày 31 tháng 5, tổng nợ thuế toàn tỉnh trên 1.762 tỷ đồng, tăng hơn 429 tỷ đồng, tăng 32,24% so với thời điểm ngày 31 tháng 12, 2022. Trong đó, nợ có khả năng thu hơn 1.381 tỷ đồng, nợ khó thu là hơn 298 tỷ đồng. Phân loại nợ theo lĩnh vực thì nợ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh cao nhất, chiếm 54,5% tổng nợ, tiếp đến là nợ các khoản thu từ đất, chiếm 45,5% tổng nợ. Thời gian qua, ngành thuế cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc xử lý, thu hồi nợ thuế, song kết quả mang lại chưa đạt như kỳ vọng, tình hình nợ thuế tăng cao. Là một số các doanh nghiệp là sau khi cơ quan thuế có các quyết định thu hồi, quyết định miễn giảm theo kết luận của các cơ quan trung ương, thì số tiền thuế đất được miễn giảm trước đây phát sinh thành nghĩa vụ phải nộp. Tuy nhiên các doanh nghiệp đã thực hiện các cái thủ tục khiếu nại khởi kiện và chưa được giải quyết xong, cho nên vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ đó, do đó để nợ. Cái trường hợp thứ hai là các cái vướng mắc về các cái căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính về đất, nghĩa vụ tài chính về khoáng sản, ví dụ như là diện tích, giá tính thuế, trữ lượng, vân vân, nhưng chưa được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Cho nên các doanh nghiệp cũng vẫn chưa thực hiện các nghĩa vụ đó và để nợ. Hoặc là cái vướng mắc trong vấn đề là đền bù, giải phóng mặt bằng, dự án cũng chưa được giải quyết ổn thỏa. Ngành thuế hiện đang gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, thu hồi nợ thuế. Mặc dù dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, nhưng doanh nghiệp và hộ kinh doanh vẫn bị ảnh hưởng lớn sau đại dịch. Kinh tế suy giảm nên không đủ khả năng tài chính để thanh toán nợ. Giá xăng dầu tăng tác động tiêu cực đến kinh doanh. Nhiều trường hợp áp dụng giá thuê đất mới, tiền thuê đất tăng cao đột biến khiến doanh nghiệp gặp khó khăn dẫn đến nợ thuế. Bên cạnh đó, công tác thu hồi nợ thuế qua cưỡng chế không đạt hiệu quả cao. Mặt khác, vẫn còn nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn từ những năm trước chuyển qua. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc đảm bảo thu ngân sách. Do đó, công tác thu hồi nợ thuế cần phải được triển khai đồng bộ với sự tham gia của nhiều sở ban ngành và địa phương. Triển khai các công tác chỉ đạo điều hành ngân sách trong từng quý, đặc biệt là bám sát cái chỉ thị số 03 của Ủy ban dân tỉnh. Trong đó đặc biệt chú ý một số việc. Cái thứ nhất là cả hệ thống chính trị của địa bàn thị xã Ninh Hòa tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp, hộ kinh doanh để phát triển kinh doanh, phục hồi sau dịch COVID-19 trong thời gian đến để tạo nguồn thu. Cái thứ hai là kiên quyết thu hồi nợ thuế để tạo công bằng về trong kinh doanh đối với các hộ và các cái doanh nghiệp trên địa bàn. Ngay sau cuộc họp với Ban chỉ đạo thu hồi nợ thuế trong tháng 5 vừa qua, Cục Thuế tỉnh đã gửi văn bản tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức đối thoại với 20 doanh nghiệp, gồm 17 doanh nghiệp nợ thuế trên 10 tỷ đồng và 3 doanh nghiệp nợ từ 5 đến 10 tỷ có vướng mắc liên quan đến các sở ngành. Cục Thuế đã chỉ đạo các phòng liên quan, các chi cục thuế duy trì việc công khai thông tin người nộp thuế có nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp cung cấp thông tin các trường hợp nợ dây dưa tiền thuế và nghĩa vụ tài chính về đất đến các đơn vị liên quan để phối hợp thu hồi nợ thuế. Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo cơ quan kho bạc phối hợp với ngành thuế để thu hồi nợ thuế của các nhà thầu, đơn vị thi công
có nợ thuế và có thi công các công trình sử dụng vốn ngân sách để thu hồi nợ thuế khi mà kho bạc giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách. Đối với cơ quan thuế thì Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Cục Thuế tổ chức đối thoại, làm việc và áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp đã đảm bảo đầy đủ điều kiện để cưỡng chế. Bên cạnh đó, ngành thuế cũng tập trung đôn đốc và xử lý các khoản nợ có khả năng thu năm 2022 chuyển sang, còn lại chưa thu được. Bám sát các trường hợp nợ có khả năng thu mới phát sinh trong năm 2023 để tích cực thu hồi nợ. Phấn đấu giảm tỷ lệ tổng nợ thuế so với tổng thu tại thời điểm ngày 31 tháng 12 2023 xuống dưới 8%. Phấn đấu thu tối thiểu 80% nợ có khả năng thu năm 2022 chuyển sang. Sở Du lịch Khánh Hòa sáng nay đã tổ chức cuộc họp với đại diện các doanh nghiệp du lịch khu vực Bãi Dài thuộc huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh và các đơn vị liên quan về công tác triển khai xúc tiến quảng bá kích cầu du lịch và đa dạng hóa thị trường khách du lịch đến với Nha Trang Khánh Hòa trong thời gian tới. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp kích cầu thu hút khách du lịch trong thời gian tới như tổ chức sự kiện, lễ hội âm nhạc, ẩm thực, giải đấu thể thao để thu hút khách du lịch. Để phát huy thế mạnh thu hút du lịch ở khu vực Bãi Dài, cần đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá khu nghỉ dưỡng và điểm đến, mời các nhà báo quốc tế người nổi tiếng đến trải nghiệm để quảng bá du lịch Khánh Hòa. Nên phát triển dự án xe bus tham quan các resort trong khu vực, giúp khách có thể sử dụng nhiều dịch vụ của các khu du lịch ở khu vực Bãi Dài. Để khôi phục thị trường khách quốc tế, thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ tập trung xúc tiến quảng bá du lịch đến thị trường khách du lịch Nhật Bản, Úc. Đồng thời tiếp đón một số đoàn farm trip từ Trung Quốc, Nhật Bản, Úc đến tìm hiểu, khảo sát các sản phẩm dịch vụ và kết nối hợp tác tại tỉnh. 6 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu du lịch của tỉnh tăng so với cùng kỳ 2022 với nhiều kết quả nổi bật. Tổng lượt khách lưu trú ước đạt trên 2,78 triệu lượt khách, tăng 165,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 780.000 lượt, khách nội địa ước đạt hơn 1,9 triệu lượt khách. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 12.565 tỷ đồng, tăng 126,2% so với cùng kỳ. Chiều nay, thành phố Nha Trang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Sở Công Thương tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Khánh Hòa, các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn. Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có chất lượng, tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu tiêu dùng trong và ngoài nước. Tính từ năm 2012 đến nay, thành phố Nha Trang đã tổ chức 5 kỳ bình chọn với 40 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia, có 102 lượt sản phẩm đăng ký bình chọn. Qua kết quả bình chọn, thành phố đã trao 71 giấy chứng nhận cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn. Với mục tiêu lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu của địa phương tham gia bình chọn cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia, chương trình năm nay đã được triển khai sâu rộng tại các xã phường, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã, hộ kinh doanh trên toàn địa bàn. Tại hội nghị, ban tổ chức đã triển khai các nội dung bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố năm 2023. Dự kiến trong tháng 7 và tháng 8, thành phố sẽ tổ chức đăng ký, tiếp nhận và chấm điểm các sản phẩm công nghiệp nông thôn tham gia bình chọn năm nay. Từ năm 2010 đến nay, huyện Vạn Ninh tập trung thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới và đạt nhiều kết quả nổi bật. Các xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới từng bước thay đổi diện mạo, cơ sở hạ tầng khang trang hơn trước, đời sống người dân nâng cao, thu nhập ngày càng cải thiện. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh chỉ đạo các địa phương như Vạn Long, Vạn Phú hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Vạn Long, nông thôn mới nâng cao đối với xã Vạn Phú. Đồng thời rà soát mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 ban hành, kèm theo quyết định số 2161-2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch, giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới 4 xã gồm Vạn Bình, Vạn Thắng, Vạn Thọ, Vạn Phước và 2 xã Vạn Hưng, Vạn Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng thời tập trung triển khai đề án xây dựng huyện Vạn Ninh đến năm 2025 đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Trước tình trạng hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên tiếp xảy ra chỉ trong vòng 10 ngày trên tuyến cao tốc Nha Trang Cam Lâm, sáng nay, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan để đánh giá lại phương án tổ chức giao thông tạm, xác định các tồn tại bất cập trong công tác đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này.
Theo báo cáo, ngay sau khi xảy ra các vụ tai nạn, các đơn vị liên quan gồm khu quản lý đường bộ 3, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng 8, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Chiên Khánh và thành phố Cam Ranh đã tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát để các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Nha Trang Cam Lâm chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Đồng thời phối hợp với chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư cao tốc Nha Trang Cam Lâm và ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra rà soát lại phương án tổ chức giao thông tạm trên tuyến cao tốc nhằm xác định các tồn tại bất cập gây mất an toàn giao thông. Theo đó xác định, ngoài nguyên nhân chủ quan là các chủ phương tiện chạy với tốc độ cao, không giữ khoảng cách an toàn, thì công tác tổ chức giao thông và vận hành khai thác chưa đảm bảo. Cụ thể, thiếu biển cảnh báo giao thông tại một số vị trí nguy hiểm, thiếu đèn chiếu sáng ở hai đầu cửa hầm và các cầu vượt. Quá trình thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại trên tuyến chính như đường gom, hai nút giao giữa tuyến còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, chưa có phương án xử lý cứu hộ cứu nạn. Tại cuộc họp, sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải đề nghị chủ đầu tư phối hợp với Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương khắc phục các tồn tại nêu trên, đồng thời ưu tiên đẩy nhanh tiến độ hai nút giao và hàng rào để ngăn người, phương tiện và gia súc di chuyển vào hành lang an toàn của cao tốc, xây dựng phương án cứu hộ cứu nạn để kịp thời phối hợp xử lý khi có tình huống xảy ra. Sở cũng kiến nghị Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an xem xét lắp đặt camera phạt nguội trên toàn tuyến để giảm thiểu tình trạng chạy quá tốc độ của các phương tiện. Cập nhật tiến độ thực hiện đề án 06, tính đến ngày hôm qua 5 tháng 7, trên địa bàn toàn tỉnh đã thu nhận 594.121 tài khoản định danh điện tử, đạt tỷ lệ 78,5%, đã kích hoạt 302.654 tài khoản, đạt tỷ lệ 39,99%. Trong ngày 5 tháng 7, toàn tỉnh đã tiếp nhận 11.921 tài khoản đăng ký định danh điện tử, tỷ lệ hoàn thành đạt 78,5%. Số tài khoản được kích hoạt trong ngày là 12.182 tài khoản, đạt tỷ lệ 70,73% chỉ tiêu giao. Cụ thể, từng địa phương như sau, thành phố Nha Trang đã thu nhận 4.003 tài khoản trong ngày, tỷ lệ hoàn thành đạt 76,29%. Thành phố Cam Ranh đã thu nhận 1.297 tài khoản trong ngày, tỷ lệ hoàn thành đạt 66,86%. Huyện Cam Lâm đã thu nhận 512 tài khoản trong ngày, tỷ lệ hoàn thành đạt 79,74%. Thị xã Ninh Hòa đã thu nhận 4.796 tài khoản trong ngày, tỷ lệ hoàn thành đạt 55,13%. Như vậy, các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã hoàn thành chỉ tiêu thu nhận. Nhưng trong ngày 5 tháng 7, huyện Vạn Ninh vẫn thu nhận thêm 359 tài khoản, Diên Khánh 921 tài khoản, huyện Khánh Vĩnh 23 tài khoản, Khánh Sơn 10 tài khoản. Huyện Khánh Sơn đã hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.